Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 14 giờ 22 phút chiều, quý vị đang theo dõi chương trình Nói về cuộc sống. Chúng ta vừa dành một nửa thời gian của chương trình để cùng theo dõi về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước. Còn bây giờ ở phần nửa tiếng tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới cũng như các thông tin về đời sống an sinh xã hội ở trong nước và trên thế giới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về thông tin để xem là trong những ngày vừa qua và tính cho tới ngày hôm nay thì thế giới đã ghi nhận thêm bao nhiêu ca mắc mới về COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, theo như trang thống kê thời gian thực worldometer.info, tính cho tới ngày 25 tháng 6, thế giới đã ghi nhận 180,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 3,9 triệu ca tử vong vì dịch bệnh. Đa phần thì các ca mắc mới ở các quốc gia là do biến thể Delta gây ra. Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Vật lý và Hóa học ở thành phố Kobe đã công bố kết quả đánh giá xác suất nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 cao hơn nhiều lần so với virus SARS-CoV-2 thông thường. Gần đây, bang Missouri đã trở thành điểm nóng mới nhất về COVID-19 tại Mỹ khi ghi nhận tỷ lệ nhiễm mới cao nhất của quốc gia này. Giới chức y tế địa phương lý giải sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới tại Missouri phần lớn là do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao cũng như tâm lý do dự tiêm vaccine của người dân bang này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, tại Missouri, nơi báo cáo hơn 800 trường hợp mắc COVID-19 mới vào hôm thứ Tư, chỉ có khoảng 44% cư dân đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 với 38% được tiêm chủng đầy đủ. Ngày 24 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở châu Phi đang tăng với tốc độ chưa từng có trong bối cảnh châu Lục Đen đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ ba và điều này sẽ đe dọa nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng y tế công cộng nơi đây. Giám đốc WHO của khu vực châu Phi, Masidiso Moeti, nhận định nguyên nhân châu Lục này đang phải vật lộn với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 là do các quốc gia đã nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, thời tiết lạnh và sự xuất hiện của các biến thể mới. Cảnh sát Ấn Độ cho biết khoảng hơn 2.000 người đã trở thành nạn nhân của một số trung tâm tiêm chủng COVID-19 giả ở thành phố Mumbai, bang Maharashtra, miền Tây của nước này. Chính quyền bang Maharashtra cho biết cơ quan cảnh sát và tòa án tại Mumbai đang tiến hành điều tra và lấy lời khai của khoảng 400 nhân chứng tại địa phương này. Theo các nguồn tin tại Ấn Độ, thủ hiến bang Tây Bengal, Mamata Banerjee tuyên bố chiến dịch tiêm chủng tại địa phương này sẽ ưu tiên cho phụ nữ có con từ 12 tuổi trở xuống, phòng trường hợp có thể có làn sóng nhiễm COVID-19 thứ ba. Bà Banerjee cũng nói rằng bang Tây Bengal triển khai chiến dịch tiêm chủng với số lượng khoảng ít nhất 400.000 người một ngày từ ngày 24 tháng 6. Một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, viết tắt là MHLW, đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng trở lại ở thủ đô Tokyo và một số tỉnh lân cận. Trong báo cáo trình lên Ban Cố vấn MHLW ngày 23 tháng 6, nhóm chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về biến thể Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm cao hơn tới 90% so với virus gốc, nhấn mạnh biến thể này đang tiếp tục lây lan và có thể chiếm tới gần 70% tổng số ca nhiễm mới ở Nhật Bản vào thời điểm khai mạc Olympic Tokyo ngày 23 tháng 7 tới.